Hello cả nhà, đây là bí quyết của Su nha. Đây là nước toner tẩy trang luôn. Thì bây giờ trước khi đi ngủ Su phải tẩy trang. Bởi vì ngày hôm nay Su có đi ra ngoài đường, dù cho mang khẩu trang, có mang khẩu trang nhưng mà da của Su vẫn bị bụi nha cả nhà. Bây giờ Su phải làm sạch da trước khi mà đi rửa mặt. Trước khi mà rửa mặt của mình thì mình nên làm sạch da của mình trước. Để Su cho cả nhà xem nha. Dù không có trang điểm nhưng mà da của chúng ta vẫn bị bụi bẩn và dơ nha. Chúng ta phải nên tẩy trang. Này cả nhà thấy chưa? Vẫn có chất dơ cho nên là chúng ta nên tẩy trang mỗi ngày luôn, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để làm sạch da của chúng ta. Và cái nước tẩy trang được chiết xuất từ tinh chất nhân sâm này là rất là tốt cho da, rất là hiệu quả, và cái công dụng của nó là nó có thể là làm da của chúng ta là không bị khô rát, không bị khô, không bị rát, và nó sẽ làm mềm da chúng ta luôn. Cho nên tất cả các bạn đừng bỏ qua cái tinh chất tẩy trang từ nhân sâm nha cả nhà. Đây, em ấy.